30 seconds until minions spawn. Kỳ vậy ta. Thôi tạm thời tắt cái này đi. Đây nè. Mình đang táp ra ngoài thì nó thấp, FPS nó thấp. Find me an immovable object and I'll put this question to rest. Xíu thôi, tao thọt đấy. Tao đi với Garen đấy. Ha. Ê, chứ đẹp. Mình toàn bị cản trở không à. Vừa mới vô thì đỡ mà. Shiza nó bắt súp rừng. Đi với Garen mà nó còn bắt súp rừng. Này sao farm? Đó, giờ lên level 2 trước đi sói đầu luôn. Nếu mẹ gì phạm. Chỉ biết Garen nữa còn bắt phụ rừng đi. Khổ vãi liền. Chết luôn đi, thấy không? Vậy sao farm? Ủa má mất rip kìa. Má đi với Garen mà nó còn bắt mẹ phụ rừng nữa chứ. Khổ vãi trưởng nữa. Đéo biết làm gì luôn. Mẹ ván này bố mày giết mày luôn. Đéo cho bố mày farm con kẹt này. Mày vô đây. Bố mày thích ghét. Bố mày đéo farm nữa, ván sau bố mày farm. Lên đây. Tao có giết mày không? Mày thử đánh tao một cái. Xoáy, xoáy cái lìn. Xoáy cái lìn. Xoáy cái lìn. Xoáy cái lìn bà mày. Xoáy đi. Xoáy không? Xoáy không? Xoáy không? Xoáy không? Xoáy không? Bà mợ mày. Chọc điên bố mày. Hồi máu, ai cho mày hồi? Nhìn là biết đi với thằng này là đéo được farm rồi. Giết mày luôn. Xoáy, xoáy cái lìn bà mày xoáy. Đi toàn đi với con khó không mà sao mà farm. Gì đây? Jin. What the fuck? Gì chạy? What the? Gì đây? Ủa mà này, nó chơi game kiểu gì đây? Mày vác cái xác mày lên đây. Bố mày đập mày luôn. Rồi, cảm ơn bạn Quang Ba Ba nha. Ngàn quy sao được. Nó phá lắm. Đi với
thứ Garen mà nó phá anh sao? Nhớ lên 1000 quy hành nó SML nha. Sáu một cái là cái xác con mẹ nó định đi. Trời. Bố mày ngán mày. Rồi chỗ mày mày chết nè. Mày vô nhẹ cái nữa. Mày chỉ cần bật cái quy mày lao cho người ta một cái thôi là mày chết. Tao nói mày đi chết đi. Súc vật. Sao sao sao? Sáu quy đây, súc vật. Bố mày đéo farm nữa mà mày đánh mày đấy. Rồi sao? Thích chập điên không? Phá một đúng quy đầu game của tao, tao ghét rồi. Thấy ghét là phải giết. Xoáy, 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 xoáy. Xoáy đi. Mày tưởng liền. Xoáy. 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 Xoáy đi. Tao bật ulti tao lấy máu tao farm đấy. Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Này, ta hết ulti này này, bơi vào đây. Bơi vào đây. Rồi cái thứ, cái thứ, cái thứ. Cái thứ. Thôi được rồi. Để tao farm, đừng có đụng rip vào tao. Bây giờ tao giết mày chứ. Một khi chọc bố mày không farm được là tao đè đầu tao giết. Tao giết tao lấy mẹ. Súc vật. Hello. Nghe cái. Gõ nhẹ cái. Rồi xuống đây anh này regen làm nhau. Rồi có ulti này, bay vô đây lên nữa, chết tiếp. Chết đi. Chết đi. Chọc chó điên là chó giết. Chọc chó điên nè. Cái tội chọc tao. Này là cái tội chọc tao. Mẹ 10 phút tao không được 200 vui là tao tức rồi đấy.
Mày ngon mày phá tiếp. Giờ thấy là chạy sắp mặt liền đi chứ phá gì nữa. Đụng đâu là anh đập đó. Đấy mày ngon mày phá nó đi. Giờ tao phao nè, mày ngon mày phá nó đi. Phá hộ bố mày cái. Bây giờ mày phá tao không còn tiền quan tâm. Cái mạng của mày đéo đáng tiền để tao cho tao giết bằng mấy con rip này nữa mày hiểu không? Nên bây giờ tao farm nè. Giờ này chọc điên này. Ôn vật. Tuổi gì? Giờ tuổi gì? Xin cái tuổi. Mày luôn. Mày luôn. Xin cái tuổi. Có blue rồi nha. Có blue rồi nha. Cha mạ mi. Sợ chưa? Chạy, chạy, cắn xong rồi chạy. Cắn xong mà đòi chạy. 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 Mày luôn đó.